Mùa 21, xe thi điểm vàng có vị tướng xạ thủ vì cơ chế ở trụ 2 mới làm chậm tiến trình endgame. Xạ thủ nếu thọt có thể lật kèo nhá. Hay là cấm trụ bị xóa do anh em xạ thủ ngủ ngon hơn, hạn chế tối đa các pha băng trụ từ sớm. Trước kỳ hiện tại rất là nhiều trợ thủ mạnh lên ngôi như kiểu là Lumbua, do anh em xạ thủ càng thỏa sức phát huy sức mạnh. Và trong clip này, em gửi tới anh em là các gợi ý xạ thủ mạnh tại mùa 21, anh em không thể bỏ qua nhé. Nào bắt đầu thôi. Xuân nhâm dần an khang, TNC sale rộn ràng, quà tặng ngập tràn với ưu đãi khuyến mại 100% khi bạn nạp thẻ cao. Giảm giá siêu tốc lên đến 70% toàn bộ các ạt trên shop, tỷ lệ quay thưởng quân huy siêu cao cùng với siêu hồng quay lì xì bí ẩn hái lộc đầu năm. Nhanh tay truy cập TNG shop.vn từ 28 tháng 1 đến 8 tháng 2 để dinh thưởng và nhận quà siêu hot đầu năm nhé. Thứ nhất, Heyate là một trong vị tướng xạ thủ luôn nằm trong top đầu những sự lựa chọn đi đường. Heyate gần như là vị tướng xạ thủ hoàn hảo nhất của game, từ lượng sát thương có thể gây ra hay là khả năng cơ động, khả năng tự lo cho bản thân bằng cách giữ vị trí an toàn với kẻ địch. Ở meta hiện tại, với xu hướng các vị tướng châu đang là ưu tiên lựa chọn, thì đối với Heyate, nếu được bắn, những vị tướng kia chẳng khác gì là nơi ninja này tập ném phi tiêu thôi. Với bản thân Heyate là vị tướng có thể gây sang chuẩn, nên anh em thể bớt đi một món xuyên giáp, bổ sung một món trang bị mang xu hướng phòng thủ kèm làm chậm. Điều này thậm chí còn gia tăng thêm khả năng để Heyate có thể găm thêm nhiều phi tiêu, khả năng giữ vị trí tối ưu. Bàn một chút về khả năng đi đường đi, hầu như có thể đi thắng tất cả xạ thủ có tầm tay ngắn hơn hoặc là bằng với Heyate. Tuy nhiên, rất dễ bị các vị tướng có tầm tay xa hơn cấu đỉa, ví dụ bọn là Elsu nè, dẫn đến việc anh em có thể bị đóng băng lính hoặc là thường xuyên phải về nhà nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội. Hiện tại với sự góp mặt của phép bổ trợ mới suy nhược là một số vị tướng đá trâu nay càng trâu khủng khiếp hơn. Nhưng vì là vị tướng xạ thủ cũng như khả năng gây sân chuẩn chí mạng nên Heyate càng có vị thế hơn nhá. Tức là kèo nào càng khó càng trâu, sự bá đạo của Heyate lại càng được ghi điểm. Điểm hay của Heyate so với vị tướng xạ thủ khác đó chính là khả năng tác chiến độc lập, có thể đẩy đường phá trụ dễ dàng khi bạn có đồ. 1v1 khó được Heyate lắm, mà kéo thêm quá nhiều kẻ địch thì sơ hở ngay, đồng đội ta lại có thể khai thác đẩy trụ. Ít xạ thủ nào làm được điều này vào đoạn cuối nhá. Chúng ta sử hiệu tinh linh nè, nâng mắc chưa một, cài máu thứ nhất, bổ trợ thanh tẩy. Thứ hai, Elsu. Ở mùa 20, việc góp mặt liên tục trên bảng cấm đơn giản là anh em lo sợ gặp phải hack map, nên nhờ anh em muốn luyện tập chỉ có thể vào đánh thường. Tuy nhiên ở mùa 21 này, giai đoạn đầu Su được thả khá nhiều vì có thêm chị Jua rồi cả anh Tôn liên tục xuất hiện trên bảng cấm. Mở ngoặc tùy rank nó sẽ cấm kiểu khác nhau nên anh em không tranh cái vụ này nhá. Điều này sẽ cho anh em rất là nhiều niềm vui vì tướng tù của mình ấy lâu lâu được chơi thay vì auto cấm như trước. Quay trở lại nè, với sức mạnh và sức ảnh hưởng của Su trong trận đấu, sứ tầm tay xa vượt trội sau vị tướng xạ thủ khác, đồng thời cái lượng sát thương từ chiêu thức hay là đòn bắn tay lớn ở ngay đoạn đầu trận hay là cuối game. Nhiều anh em rất là thích cầm Su đi cướp bùa dừng kẻ địch ở cấp 1, nên anh em chú ý nhá, kẻ đã mất bùa oan. Không những vậy, khả năng tự chơi của Su cũng rất là tốt so với rất là nhiều xạ thủ khác, dọn lính hoặc là cấu rỉa áp lực kẻ địch là quá đủ. Giờ không có cấm trụ, Elsu càng sướng hơn, kiểu đường này là của bố mày. Sát thương chủ yếu của Su đến từ đòn bắn thường và chiêu 2. Đối với chiêu 2, anh em cần có thời gian luyện tập cũng như là tâm lý tốt để có thể đạt được hiệu quả cao khi sử dụng. Còn đánh thường ư? Ôi trời ơi, bắn tanker phê lắm. Không chỉ sở hữu cái lượng sát thương to, Su còn có chiêu 1 rất là lợi hại trong việc đó chính là lấy thế của bản đồ và né các pha gank, hoặc đơn giản là counter trực tiếp vào các vị tướng khả năng tàng hình như là Ngộ Không, Batman. Đặt mắt ấy, anh em không nhất thiết chỉ đặt trong bụi đâu. Nếu team anh em đang ở thế ép ấy, thích ấy, đặt ngoài bụi, kẻ địch nhìn ghét nhưng có dám ra phá đâu. Ra phá là no đòn ngay. Su rất là phù hợp với một đội hình gồm có mid, trợ thủ, quả năng cấu rỉa dạng kiểu Lily, Iggy, Jua, Gidu. Khi đó chiêu 2 của Su sẽ có tác dụng làm chiêu thức tiền đề, cấu máu hoặc là chấm dứt mục tiêu yếu máu rất là dễ dàng. Bên cạnh đó, muốn bắt vào Elsu như để một vị tướng dù là sát thủ cơ động hay là đấu sĩ lì đòn can vào cũng rất là khó thể bắt vào một Su tỉnh táo với đầy đủ chiêu 1 và chiêu 3. Đồng thời khi ở tầm nhìn từ chiêu 1 nhé, giữ vị trí cực gắt, mà nếu bạn thấp máu ư, đừng có lại gần Elsu, nó vuốt vài chiêu 2 kèm chiêu cuối dồn đam là lên bảng luôn đó. Chúng ta sử hiệu thần quang, hoặc thích ấy, các bạn có thể cầm ma chú, nâng mắc chiêu 2, cài máu thứ nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Thứ ba, Lavi. Hiện tại Lavi đâu chỉ là một vị tướng đánh giao tranh và mạnh ở dạng cuối game thông thường đâu, mà đã trở thành con bài có thể đánh ở dạng đầu tốt nhờ chiêu cuối của bản thân. Các phương án kết hợp combo mở gank của Lavi được xuất hiện rất nhiều ở giải đấu và cả rank. Và VGaming đã tạo ra một Lavi chúng là ăn mạng thật là khủng khiếp ở giải đấu AEC 2021 vừa qua. Sở hữu tầm bắn không phải quá xa so với vị tướng xạ thủ khác, không hề có khả năng cơ động tốt. Tuy nhiên Lavi có khả năng tạo giáp ảo và miễn không chế ở chiêu 2. Điều này giúp cho những pha ao chiêu đối phương rất là tốt nè, hoặc là các pha cấu rỉa từ tiên địch. Và khi đã có đầy đủ trang bị, khác với một vài xạ thủ khác chỉ có thể bắn từng mục tiêu, thì Lavi hoàn toàn thể bắn cùng lúc nhiều mục tiêu, sẽ tạo ra lợi thế về sát thương ở trong tranh. Nhưng vì không có khả năng cơ động từ chiêu thức mà chỉ có tốc biến, nên anh em cần chú ý sát thủ kẻ địch ở đâu để tránh bị bắt lại nhá. Về chiêu cuối của Lavi ấy, em có một vài mẹo cho anh em. Đầu tiên khi bắn, anh em nên đứng ở vị trí khuất tầm nhìn, tránh lộ.
như trang trụ nè, hoặc là trang rừng và từ nhà bán ra. Tránh người đi cùng đường với anh em, báo thông tin lên bên trên. Thứ hai đó là các anh em hack náo di chuyển của kẻ địch. Cách này hiệu quả hoặc là không, tùy thuộc vào đối phương có náo không nhá. Anh em chú ý, lính khi hai bên gần chạm nhau ấy, có thể lựa chọn bắn ngay thời điểm hai tân lính gặp nhau, đối phương nếu là cận chiến, hoặc là lùi lại về phần cuối của tân lính địch nếu là tướng đánh xa. Một chút lưu ý nhỏ nhưng rất hiệu quả nhé, giúp tỷ lệ bắn của anh em hiệu quả gấp bội. Hoặc đơn giản là để giành chiếc cuối lại nếu team bạn đã bị thọt. Bởi vì đang thọt thì giao tranh kiểu gì, thằng nào lại gần, bắn khống chế nó xa ở giao tranh. Dù thời gian không phải quá dài nhá, bởi vì bắn càng xa, choáng càng lâu. Chúng ta sử hiệu tinh linh nè, nâng max chưa 1, cài máu thứ nhất, bổ trợ tốc biến nhé. S đánh giá rất là cao Lavi về khoản mở gánh này. Thứ tư, Vio. Khả năng gây đam của Vio vẫn là khó đong đếm nếu có đầy đủ trang bị. Cái này có phải tùy độ xanh của anh em sớm hay là chậm. Nếu xanh sớm thì khỏi bài bàn. Tướng nào chịu nổi các pha bắn của Vio khi lệch trang bị trụ còn toàn nữa à? Cấu để cực kỳ uy lực, đi được với rất là nhiều kèo xạ thủ khác. Vì khi đam vào những mục tiêu yếu máu của kẻ địch ấy, hay là ở đoạn đầu đè đường của vị tướng xạ thủ kẻ địch là việc hết sức đơn giản Vio thôi. Nhưng Vio cũng phải là dạng kiểu đam DPS mà là cấu rỉa và dồn sát thương. Dù có lối trang bị đam bắn tay cho Vio, nhưng thời gian đã chứng minh rằng cái lối cấu rỉa vẫn làm nên thương hiệu, chỉ là giờ bắn tay lực hơn trước ra nhiều, nên khi cần ấy, đối đầu kẻ địch quá nhiều tanker, anh em phải lên thêm quả kiếm phân nia bắn 100% máu cho vị tướng này nhé, chứ anh em chỉ chơi cấu rỉa là không ăn thua. Chốt lại, ta phải biến đổi đồ và lối chơi của Vio tùy vào tướng địch các bạn đối đầu nhé. Đặc biệt Vio là một trong những xạ thủ quả năng cấu máu trụ kẻ địch mà chẳng cần lính hay là trụ thì bắn tới được. Vio rất là phù hợp với các vị tướng có thiên hướng dồn thương cấu rỉa mạnh như kiểu bọn là Tulen nè, Jua, Krynak, kiểu một hội sốc đam hợp kệ với nhau dứt điểm kẻ địch. Một số lưu ý cho anh em là khi vận dụng chiêu 1, anh em hạn chế việc lộn lên phía trước, đặc biệt là khi không có tầm nhìn của vị tướng sát thủ hòa đấu sĩ kẻ địch nhá, mà chỉ nên lộn theo chiều ngang hoặc là lộn về, trừ khi các bạn có ưu thế và truy đuổi kẻ địch mà thôi. Bởi kẻ địch chỉ cần đợi anh em lộn chiêu 1 thôi xong lượm ơi, hên ấy là mất tốc biến đen lên bảng ngay. Meta hiện nay thiên hướng giao tranh liên tục, điều này có thể thấy rõ ở rank xếp hạng, nên việc các vị tướng xạ thủ để bắn liên tục lên ngôi chẳng phải điều gì quá xa lạ. Tuy nhiên Vio cũng là vị tướng xạ thủ late game cần trang bị để có thể tự sát thương nhá. Vậy nên vị tướng này cần được bảo kê nè, dồn tài nguyên để sớm cất tiếng nói với những phát bắn chí mạng cực đau ở giữa và late game. Chúng ta sử hiệu sư hiệp là ma chú, nâng max chưa 1, cài mặt tốt nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Thứ năm, Thorn. Mặc dù là xạ thủ siêu mạnh, khó ở rank, nhưng vẫn có nhiều anh em thắc mắc là ở giải không chơi tại sao. Thực tế, Thorn bị khóa vô thời hạn ở giải bởi cái lối nạp đạn ở chiêu 1 đó. Anh em hóng sửa cái lối này, nhưng mà Thorn chỉ được chỉnh sửa sức mạnh khác, chứ chẳng được đả động đến. Nên việc Thorn không xuất hiện trong giải đấu có thể là một thời gian khá lâu đấy. Mặc dù là một vị tướng xạ thủ, nhưng Thorn vẫn có những hiệu ứng như là làm chậm, làm choáng và hơn hết là ma đạn tím mang đến cho anh chàng này khả năng bắn 100% máu vô cùng bá đạo. Chiêu của Thorn gây thương ở một phạm vi rộng, ép trụ hòa thủ nhà rất tốt. Đây cũng là chiến thức rất lợi hại trong việc đó chính là kết thúc mục tiêu yếu máu hoặc là dùng để cấu rỉa máu kẻ địch khi kẻ địch muốn thủ trụ và anh em đang ép trụ kẻ địch. Nhiều anh em có hỏi là bắn Thorn dùng đạn gì đấy S ơi? Ok nhá, mùa 21 phương pháp nạp đạn phù hợp theo từng tình huống S sẽ gợi ý cho anh em. Dọn lính nhanh 3 đạn xanh hoặc là 2 xanh 1 tím. Dọn lính an toàn 1 vàng 2 xanh. Ăn mục tiêu quái rừng 3 tím. Bắn tanker đấu sĩ cần khống chế 1 vàng 2 tím. Hỗn hợp mọi tình huống sử dụng đạn 3 màu nhá. Thorn ấy thì anh em có thể cầm phù hiệu ma chú và thánh thuấn, nâng max chưa 1, cài mà thứ nhất, bổ trợ tốc biến nhé. Điểm thích nhất của Thorn ở giao tranh đó chính là hạ kẻ địch liên tục. Chỉ cần hạ hoặc là phụ, anh em mới hồi liên tục chiêu 2, khi đó bắn liên tục sát thương và khống chế. Ăn mạng không hề khó với con bài này. Nếu team bạn bị thọt, cứ ôm farm đi, lật kèo là không khó. Và đó năm xạ thủ S gợi ý cho anh em nên luyện tập tại mùa 21 này. Xạ thủ thì nhiều lắm và đó theo ý kiến cá nhân của S thôi. Nên anh em chơi xạ thủ gì để comment dưới video nhé. Còn những con bài như là Caffini, Joker ấy thì tùy kẻ địch mà chúng ta pick vẫn rất ổn áp nhé. Theo Nat hay là John ấy thì anh em cần có bảo kê và kẻ địch khô quá nhiều đấu sĩ băng càn vào thì các bạn mới nên chơi. Anh em thường hay chơi xạ thủ nào đây anh? Bình luận comment ngay đi. Xin chào và chúc một năm mới tất cả anh em nhé. Đừng quên bấm nút like và đăng kênh ủng hộ TNG nhé. Tết nhưng vẫn có clip đều đều cho anh em ra rank đó nhé.